bà già lớn tuổi rồi thì thích kể chuyện năm xưa, Ừ. nếu mình rình rình mình dụ bà già kể chuyện hồi xưa, nghe chơi coi làm sao, hù qua bà già kể nghe hay man, nghe hay. Kể Nay thấy anh em kể thì kể về mấy anh mấy chú mấy bác lính tráng hồi xưa đó, gì. mà này muốn thấy anh em lâu ngày không lên chơi, lên thấy bà con lên hết rồi, thôi lên chia sẻ anh em đồ nghe chơi về thể chế của mấy chú mấy bác Việt Nam Cộng Hòa đồ hồi xưa đi lính như thế nào, mà sau này những cái thế hệ mà F1 thì chắc biết rành, còn F2, F3 đồ thì chắc không biết đâu, mà có biết hay không mà cũng không dám nghêu ngao, rồi chắc mình cũng chia sẻ tí xíu thử coi coi cho anh em tuổi trẻ thế hệ sau này coi, suy nghĩ như thế nào. Đúng rồi bà. Những cái mà những người trẻ tuổi sau này mà cứ đấu tranh đấu tranh tranh đấu cho thể chế Việt Nam, thì mắc cười lắm. Này là mình bà già là dân Bến Tre, Bên nhưng tay mỗi cài Bến Tre hồi xưa kêu là dân Đồng Khởi á, đúng không? à, giờ đâu rồi, đúng rồi. Dân Đồng Khởi á. Mình kêu bà kể chuyện bà kể cười gần chết. Thì cái này Việt Rai cũng xin lỗi mấy chú mấy bác mà đi lính, mà coi như là giống như là như chú Cầm hay là chú Peter Nguyễn hay là mấy chú hồi xưa mà mấy chú không có gì đồ này kia, thì chắc cái phần đó thì cũng ít thôi, còn đa số thì anyway cũng mắc cười lắm. Thôi để mình mở lên anh em ngồi nghe, có gì ngồi nghe chơi ha, Ok, bạn. nó dài lắm nhưng mà nghe chút xíu thôi, nghe chút xíu thôi, rồi có gì ngày mai mốt gì cái mình nghe tiếp phần khác. Ok. Mình chọc bà, mình dụ bà già bất kể vui. Trời, bắt đầu luôn. Nghe rõ không thưa quan? Cái âm thanh tốt không? Rõ thưa quan. Mình kêu bà, tao kêu bằng chị ba. Chị ba, chị ba, biết không? Rõ, rõ, rõ. Bình thường mình ra nhà ổng ha. Nghe rõ hả? Đi chợ ghé đó, Ờ. đi cổng chánh nói chuyện đâu bình thường. Mà đến hồi ổng đi lính áo quần đó, ổng vô càn quét ở hàng xóm mình á, ở quê mình á. Ta nói ổng bắt con gà này. Ê! Ông bắt con gà này, ông bỏ dạ, tôi bà với làm chó. Con gà con lợn á. Ừ. Bỏ tôi bên đây, bỏ tôi bên kia. Thế là ổng quần áo của là con đít đồ mà đó sao có ma mấy bộ đồ mới tất tắc. Mà mỗi lần lính đi anh giống thấy mụ nội có khi giống như mẹ sập vậy đó. Mà nó lấy tới cái buồn ngủ á, buồn tim người ta ngủ nó cũng gom luôn. Mà mắc cái giống gì nó gom hết trơn để chi vậy? Đem về cho vợ con nó xài cái chi? Á à, đèo mẹ trong quá. Cái thằng đó thì biết không? Nó kêu ông này là chú ba, chú ba. Mình gặp ông ngoài chợ, ngoài nhà, ông đi chợ ghé này, cứ kêu ông chị ba, chú ba. Nay gặp kêu chị ba, chú ba. Ờ kêu chú ba, chú ba. Ông không có thèm nhìn, không có thèm ngó, ông thèm biết ai là ai ở đâu. Đó, rồi sau này cũng bị báo chết bà nó rồi, chứ sẵn đâu. Mấy cái ông đó hồi xưa ác mềm. Đó. Rồi còn hồi xưa con nghe kể ở dưới quê Mỏ Cày đồ có ông gì 2C nữa phải không? Ôi rồi cái ông đó thì thôi nói. Ông đó thì thôi á. Nó giết người như đi chơi, dân người ta nó giết như chơi. Mà đàn bà con gái người ta hả, nó muốn con nào á nha. Ngủ vô trong cái đồn bóp nó ngủ á, nó kêu mấy lính. À con cái ông Ba Xu đó ở quê mình là nó chiến tranh gì lắm trời ơi. Yeah. Nó kêu con ông Ba Xu á, ông Ba Xu đó ông có hai đứa gái đẹp lắm. Nó kêu á mấy thằng lính á, mày vô mày kêu hai đứa một đứa đó vô là tối vô bóp ta ngủ. À đứa ơi ai mà đi, người ta ở ngoài tùng ngoài cái như nhà mình nhà ông Năm đồ vậy đó.
Tao không có chịu. Không chịu mà biết không, tối nha nó không. Nó không còn chê vô nhà người ta sập mày á, tao mà không chết là mai. Quá trời ơi, chơi dễ mà luôn. Mày nói là ác lắm á. Không còn chê vô nhà người ta. Bà nội, tao ơi, tao nói tao nói tao lính ngày xưa rồi thôi. Tao nói hả, súng bắn hay là chết. Một cái đùng, tao không sợ mà tao sợ lính. Bởi vậy mẹ ở dưới quê hồi xưa mày biết không, vít tắc vít lá nhà quê mà làm gì mà có cửa đóng chốt cài đồ. Trời ơi, ban đêm ban hôm nhà nào có con gái lớn mẹ nó vô mà nó lại nó lấy cái lưỡi lê nó cắt dây cột bằng dây dừa, cửa cột dây dừa nó cắt dây. Trời nghe trời. Mà thiệt luôn á hả? Nghe thấy tội nghiệp dân mình hồi xưa quê nha. Đúng rồi. Cái này ông thử sẽ nhớ ông ngủ bà ơi. Bà có ông dạy giật động dạy cho ông nghe. Ông nói sai để tao nói mày nghe nè. Ông lại đó, bà cố đó. Bà cố lúc đó là bà 70 mấy tuổi rồi đó. Để tao nói mày nghe, xưa bà ngủ ở trong 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 buồng nhà bà, ngủ trên giường. Nghe không? Cái xong lính là từ cái nó đi mà nó kêu đi đi nó đi thẳng thẳng không ai hai ấy. Nó đi đồ thấy ngoài nằm cái đó mà cố nằm đó nó leo lên giường nó mò từ trong cái hố trong hốc bả cái mò gì không cái mò gì không phải nó phá bả mà nó mò để nó coi vàng bả có cắt trong đó tại vì bả có cắt đó không đó. Trời ơi mấy cái thằng chó này á đó sao nói tới lính là tao thù lắm. Em nó xong mà mấy thằng cha đó mất dạy mất nết quá vậy trời. Nó mò để nó kiếm tiền. Còn mày biết không, nó cuối khi nó đi ruộng á, trong xóm mà nó ta kêu là đi ruộng, nó đi vô tràng quét. Thì họ đi chợ về, tao đi chợ rồi cũng thấy. Vợ con nó đó, vợ nó đây. Anh nay đi vô cổng kiếm gà về ăn nha. Kiếm gà về ăn. Bà mày ăn thì vô nó bắt gà của dân. Mà hãy mà dân, hãy mà dân lên tiếng thì sao? Đầu nó tao nó quýnh cho mày ẻo bé sườn. Quýnh cho mày ẻo bé sườn. Quá nó mấy thằng đó dạo màng. Mà lính đi hành quân vậy là bận đồ lính đồ luôn á mẹ. Bận đồ lính hồi xưa luôn á hả? Lính thì nói mày là lính, mày còn gì nữa. Rồi lúc đó có lính Mỹ đâu đây không? Hay chỉ có lính hả? Có luôn. Có lính Mỹ luôn mà lính Mỹ không nói gì à? Ơi, mày lính Mỹ thì nó còn ác thêm nữa. Lính Mỹ nó nói mày nghe, nó đốn buồn vừa, nó không ăn nha. À. Nó ăn xong rồi á, ví dụ nó ăn một trái thôi. Một buồn nữa, ba nó ăn trái rồi nó đâu ăn hết. Uống trái, hai trái à. Còn bao nhiêu nó chắc còn đâu là ba ra để chụp. Trời. Còn không nó uống rồi cái con cái vô động á. Mày coi á. Mấy Mỹ hả? Ờ, Mỹ mất dạy lắm. Ủa mày nói hả? Sao mà nó chơi kiểu kỳ, chơi mất dạy vậy? Ờ, còn không á. Ờ, còn vậy nữa. Nó uống rồi cái là còn ha dư á. Nó lấy cái lưỡi lê nó chẻ chắc đó. Rồi biết. Dù mấy Mỹ cũng muốn láo chơi láo à. Rồi cái nữa tao nói nhà mình đi này, nói nhà ai đó, nhà mình ông ngoại á hồi đó có hồi hay nuôi á có hồ cá tra biết không. Có ở nhà có hồ cá tra rồi ông ngoại cũng hay đi chạy lưới có cái biển chài để đó rồi ấy, nó vô á. Nó đi ruồng vô cái cũng nó ở đó tới trưa tới chiều nó mới về lính á. Nó vô nó nằm đó nó ở nó coi lạc máu gì đó biết. Nó lấy cái miệng chài á, nó xuống cái sập á, ở cái hồ ông ngoại nuôi á. Nó kéo sạch thổng hồ mấy cá. Nó nói vậy? Cá nhỏ, cá lớn vậy nó kéo hết. Ăn, không phải là ăn, nó mang đi đâu giờ mà chạy tới vợ cho con nó. Ủa mày nói
mẹ mày, mày bởi vậy người ta ghét, người ta đâu có ưa người. Nói cho mấy thằng á, trời ơi, nguyên tôi lỡ bánh xe nè, cha mày á cũng kể lợi đó, cái như nó vô con gà nó bắt ra nó bỏ vô túi này nó bỏ vô túi kia, cái con tim ngủ cá nhà đồ nuôi á mà nhiều á nó không có kéo hết. Trời ơi, lính hồi xưa là dân chúng tới bây giờ họ còn thù ghét mày nói vậy đó. Bởi vậy người ta mới bỏ vô bên trong kia, người ta đi theo mấy ông cách mạng hết là đúng. Thì đó. Láo nha. Mắc cười lắm ta kể mày nghe. Hồi xưa à. À, bà ngoại đồ đi chợ hay là đi làm ruộng á, bà dặn ở nhà mà tao thì lớn ở trong nhà, bà dặn ở nhà có lính đi là cứ bầm em ở trên tay đừng có thả em xuống á nha, bầm em ở trên tay á nha. Có một thằng quỷ đó nó thì cũng tập bầm em ra nó nói là tao bầm em 12, 13 tuổi là 13 tuổi nè, à 13 tuổi à. Cái tao bầm mấy ngày trời ơi tao tao nha 13 tuổi vậy đó, cái nhỏ nhỏ không biết tao bầm cái nào cũng hoàng nha con nha, à, em bầm hoài không không có buông xuống mà đã buông xuống thì phải khóc, rồi con nhỏ khóc lên cho dữ đừng có buông. Mà mày biết có thằng quỷ nha, ví dụ như hồi đó tao bằng là 13 tuổi là nhiêu à, thì cái thằng đó á nó cỡ như Việt đi đó, cỡ như Việt lớn lớn hơn chút vậy đó. Trời đất ơi, mày biểu ha, mày biểu không, nó biểu ha, chứ sao để em xuống một hoài vậy, nói tao vậy ha, mà nó lấy cái miệng chài của ông ngoại xuống nó kéo cá hết trời rồi. Kéo cá hết trời rồi, cái nó biểu sao không bỏ em xuống, nó bắt gì bầm em hoài vậy, bỏ xuống đi, bỏ xuống. Mà đứa nào á ha, à không biết hồi đó tao bầm đứa nào, mày mà bỏ xuống cho nó khóc không phải mình nhéo, nó nhận cho nó khóc, thấy không? À. Mà mày biết không, nó đâu có làm gì được mình, mà tao nói, nó sợ nó hung tao á, nó trừng tiêu cho nó khác. Là mấy ông đó là lính Việt Nam Cộng Hòa hả? Việt Nam Cộng Hòa. Mấy cái thằng nó cỡ một chị hay lớn hơn vậy. Mà nó trời ơi, tao nói nó kể cái ba mày nghe, nó thấy ông chủ quá. Mày nó hung ta nó râu ở cái mặt tao đỏ rát luôn á. Tao nói con gái ai kêu quê là nó không phải trời. Trời ơi. Nên ông ngoại ông ấy đâu có để cho mấy đứa ở lớn là đi về tặng thương cho mà trả lỡ hết chứ bộ. Đâu có trả lỡ đâu. Ghê lắm. Đó. Thôi nghe tới đó được rồi. Khuya rồi. À, để bữa khác mình tiếp tục phần khác cho anh chị em nghe tiếp. Thì hồi thời xưa lính tráng đồ này kia thì... không biết anh chị em thế hệ sau này rồi không biết làm sao, nhưng mà gia đình nhà mình đó, cho nên mà nói tới mà lính tráng hồi thời xưa không phải là quơ đũa hết cả nắm, nhưng mà đa số là vậy á, bên nhà đâu đó thôi. Dạ màng lắm. Hỏi sao mà dân người ta ghét đúng không? Bố cầm con ăn cắp dừa leo của bà con thì biết. Lôi bố cầm vô đây luôn hả chị Nguyễn Ngọc Lan. Thì đó, đó bà già bà kể bà nói đó, bà dạ màng lắm. Cho nên mấy cái mà ông nội mà F2, F3 sau này biết mẹ gì cứ hí ha hí hố. Ồ, mấy ổng hồi xưa thấy mấy ổng ác không? Bởi vậy dân để mình dẫn chứng. Ừ. Để mình dẫn chứng cái việc ra luôn nè. Tức là đừng nói gì với người dân nha. Người dân thì thời điểm đó là thuộc dạng là thấp cổ bé họng rồi, và họ coi như là rác rưởi rồi. Họ muốn xử dò xử rồi. Đây nè, chính những người lính của họ luôn nè,
Cướp từ trên xác chết luôn, ghê chưa? Đó, xác chết chặn đã móc bóp lấy tiền ra để đi luôn rồi, thấy chưa? Đúng Chứ rồi. huống chi tới người dân, mình chỉ nói vậy thôi, mình đưa hình ảnh ra cho mọi người thấy. Đó, cái này là những đoạn clip này là do những phóng viên ngày xưa đó, hồi đó là những phóng viên nước ngoài họ quay được đó nha, họ Cái quay đó được, họ là quay lại nha. trên thành thị rồi đó nghe, Đó, đó xứ có gọi là phóng văn minh viên đó, nè, họ họ đó có họ người đứng họ Ngọc quay, Diễn Đông đó. có người đứng quay phim chụp hình, mà các bác đồ còn tỉnh tỉnh như Đó rồi và thua nặng. họ Ngọc Diễn Đông đó, họ Ngọc Diễn Đông của ai kia ngày xưa đó. Đó nhìn đi đó, họ Ngọc không quý quá bảo lắm đó. Hồi nãy có khúc bà già kể là bà cố mình nằm ở trong phòng tối mấy ông còn chui vô luồn tay vô quần vô áo để kiếm tiền vàng để lấy nữa mà. Thì đó, họ làm sao mà người dân người ta ghét, người ta Đấy. căm thù. Nhiều người họ không biết thì họ cứ ấy, nhưng mà cái này là của mấy người hồi thời xưa á, trời ơi, mình mê lắm. Hồi xưa mà về Việt Nam mà nghe mấy ông bà già được dưới quê kể chuyện thì thôi nghe ghiền luôn. Cảm ơn ha. Hồi hơn 1 giờ rồi, chắc để anh em bà con chú bác đi ngủ nghỉ. Ok, được rồi. Nãy mình cũng mắc công chuyện quá nên để bà anh em chờ lâu quá. Rồi bữa khác thì bữa khác cố gắng lên sớm sớm bắt đầu mình mở tiếp nghe tiếp. Ok. Ok thôi, Việt Ra chúc cả nhà ngủ ngon nghe, rồi chúc Thư Quang ngủ ngon, có gì ngày mai rảnh rỗi thì lên live rồi chơi ha. Ok, cảm ơn Bùi Rai. Ngày mai bển rảnh mà đúng không? Rồi ngày mai hả, ngày mai cũng bận một tí Cảm ship, ơn Ngọc Lan nha. nhưng mà cố gắng được thì lên chơi.